Trong ba sào, cây táo đại được 5 đến 6 năm tuổi, cây có hiện tượng là quả nhăn và thối, rụng quả rất nhiều, bị gần như cả vườn. Ngoài ra không có hiện tượng nào khác. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục của hiện tượng này như thế nào? Cảm ơn chuyên gia tư vấn cho khán giả. Vâng, thưa khán giả và thưa bà con, hiện tượng cây táo mà lại bị quả nhăn rồi thối, rồi có một số thì vàng quả, héo quả, đến giai đoạn sau thì nó sẽ đen quả. Thế sau cái giai đoạn đấy thì có thể quả nó rụng, có thể quả nó còn nằm ở trên cây. Đấy là cái triệu chứng rất điển hình của cây táo đã bị bệnh do nấm thán thư gây hại. Đấy là, và cái để hạn chế cái bệnh này thì đây là một cái bệnh tương đối là đặc trưng ở trên cây táo cũng như một số cây trồng khác. Các cái biện pháp để mà hạn chế cũng như là khống chế nó không lây lan phát triển nhiều nữa thì nó có các cái biện pháp như sau. Cái thứ nhất là cây táo phải được trồng đúng mật độ, không tham, bà con không nên tham trồng dày quá. Bởi vì sao? Bởi vì cây táo mỗi một cái đợt mà chúng ta sau khi thu hết quả vào cuối năm hoặc là vào sau Tết thì bà con thường phải đốn đau. Và sau cái đốn đau đấy thì có thể cái cây táo cũ, cái gốc táo cũ nó sẽ mọc lên làm 7-8 cái chồi. Thế thì căn cứ vào cái phân bố về các phía của cái gốc táo thì chúng ta để các cái chồi cho đều về các phía để nó nhận ánh sáng cũng như là nó sẽ phân bố cho nó đều, không để sau này nó không giao tán. Vì giao tán là ẩm độ nó rất là cao. Thế và rất dễ bị bệnh vì trong cái trường hợp như vậy. Thế và cái biện pháp thứ hai là cái mùa mưa, những cái đợt còn mưa, ví dụ như ngay kể cả cái giai đoạn này là ở các tỉnh phía Bắc của chúng ta là vẫn còn có những cái đợt gió mùa gây mưa. Thế thì cứ mỗi lượt mưa như thế là chúng ta phải thoát nước cho thật tốt. Bởi vì nếu không thoát nước tốt thì bệnh này nó ẩm độ và bị đọng nước thì nó sẽ phát triển rất mạnh. Một cái biện pháp thứ ba nữa là bón phân, chúng ta không tham bón quá nhiều cái đạm hóa học. Bởi vì bón đạm hóa học là rồi cây táo nó sinh trưởng không cân đối, không làm tăng cái tính kháng bệnh cho cây lên, đồng thời làm tỷ lệ nước ở trong quả, trong cây rất là cao. Thế và tỷ lệ nước đã cao thì chất lượng quả cũng không rất kém, không ra gì. Cho nên là dần dần người ta trồng cây ăn quả thì người ta sẽ thay thế bằng các cái đạm hóa học, bằng các cái đạm thực vật chế từ các cái hạt hạt đậu tương hoặc hạt ngô. Thế và kết hợp cùng ủ với phân chuồng, phân xanh, phân vi sinh, phân hữu cơ và nấm Trichoderma để hạn chế bớt cái gây hại của các cái nấm bệnh trong vườn. Thế và một cái biện pháp hỗ trợ nữa là trong vườn táo chúng ta nên thường xuyên phải tỉa cành tạo tán để cho ánh sáng nó được phân bố đều trên các phía của cây và tiêu diệt không dùng thuốc trừ cỏ hóa học mà nên dùng các cái máy cắt cỏ mini, chúng ta cắt sạch cỏ đi thì nó sẽ đỡ, nó không bị ẩm độ cao quá thì nó sẽ đỡ. Thế và một cái biện pháp nữa là mỗi một năm khi chúng ta đốn đau mà nó lên ấy, thì chúng ta nên quét vôi ở cái gốc táo để cho nó cũng là một cái biện pháp tốt để mà hạn chế cái nảy mầm của bào tử nấm. Thế còn khi mà cây đã có triệu chứng bệnh thì chúng ta cần dùng một trong các cái thuốc có các cái hoạt chất như thế này. Một là difenoconazole, thứ hai là propiconazole, thứ ba là chlorothalonil, thứ tư là propinef. Một trong bốn cái hoạt chất đó chúng ta phun ít nhất là 2 lần cách nhau là 7 ngày. m@nongnghiep.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm.
hãy truy cập vào website m-nongnghiep.vn hoặc nongnghieptv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nongnghiep.vn. Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Sau này nó có bị lai giống cái củ nhỏ vào nó chản khẩu là lai qua lai lại á, như là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900-6145 của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa tập, sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn, thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại, thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900-6145. Bấm phím 1, gặp chuyên gia trồng trọt. Bấm phím 2, gặp chuyên gia chăn nuôi. Bấm phím 3, gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900-6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.